Sau vài tuần gián đoạn vì mưa lũ và sạt lở sau bão Yagi, hoạt động du lịch tại nhiều điểm đến Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng cơ bản được khôi phục, phục vụ nhiều đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý du lịch tại địa phương, hiện nay đa số các điểm du lịch tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng đã đón khách trở lại, giao thông khôi phục. Tại Lào Cai, sau mưa lũ, Sapa và các điểm đến khác tại Lào Cai đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phục hồi du lịch, thu hút khách trở lại các tuyến đường trọng điểm kết nối các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sapa và kết nối thị xã Sapa tới điểm du lịch trên các trục đường quốc lộ 4D, tỉnh lộ 152 và 155 được sửa chữa và nâng cấp. Từ nay đến cuối năm, Sapa sẽ tổ chức nhiều sự kiện sản phẩm để thu hút du khách như tour du lịch. Đồng thời địa phương sẽ đón các đoàn gồm đơn vị lữ hành truyền thông đến khảo sát, đánh giá chất lượng điểm đến và sản phẩm để quảng bá hình ảnh và thu hút khách trở lại với Sapa.